Sau đây là cái đài phát thanh tiếng nói từ trong miệng của tôi phát ra. Quý vị có khỏe không quý vị? Trời ơi, hôm nay tôi nói ở cái chư gô này nó lạnh teo queo râu luôn cả nhà. Nó lạnh quá. Lạ ghê ngang. Để chờ mình xíu để mình vào cái trang của mình nha. Rồi mình chờ nhiều người vào rồi sau đó mình sẽ livestream, mình sẽ nói luôn một lần. 13 người coi rồi kìa. Trời ơi, có khi nào mà mình lên được cả ngàn người không trời? Ngàn người là chắc nhiều, chắc vui dữ lắm đó cả nhà. Mà dạo nơi làm dạo như dạo này á là cái kiểu mà coi hình á cả nhà, hình như là mình có thay đổi hay gì á. Em thấy người ta thích coi scandal hơn, mà em cũng muốn làm scandal mà em không dám làm, tại em sợ em làm scandal á rồi cái em bị ghiền, rồi á cái em làm scandal hoài riết ra em trở thành một con người như là hoàn toàn mới cả nhà, nên em sợ em không dám làm scandal. Chứ em thấy scandal trời ơi, thấy toàn là triệu view không đó cả nhà. Tới đây dạo này 2-3 hôm nay này gần tới Tết rồi mà cái câu chuyện gì mà của người này bán hàng rong online của người kia, rồi lấy hình ảnh của người nọ đi làm quảng cáo, trời ơi, nó cào cấu quýnh lộn chửi bới quá trời luôn. Qua trả thù nữa chứ, trả thù xin lỗi sao mà tôi nói hả, gây lộn thôi mấy cú, trời ơi là scandal đó, cái kiểu như vậy đó. Mà rất là nhiều người coi, mà không lẽ giờ em làm scandal thì nó hơi kỳ. Mà em làm scandal nó cũng không được đâu cả nhà, tại cái mặt của mình nó kiểu như nó không có được thánh thiện đó. Nếu mà em mà làm scandal là người ta biết là em gian liền cả nhà. Nhìn cái mặt thằng này nó không có được thơ ngay, tại vì cái nét đẹp, nó nét đẹp cái kiểu giống như là mình đâu có phải là mình tự chọn được đâu cả nhà. Nếu mà em mà chọn được là em cũng chọn cho em sáng sủa, em đẹp, em thơ ngay như người ta, mà mình chọn không được thì trời đẻ mình ra làm sao, thì mình cái mặt mình y chang vậy thôi, chứ giờ biết làm gì giờ. Trừ phi là mình phải đập đi mình làm lại thì mình không có nói. Còn ngoài ra là cái mặt của mình nó làm sao chuyển đổi như vậy. Nhưng mà cái nét đẹp của em nó rơi vào trong cái nhóm nét đẹp mình, nó không có thân thời dẫn đó. Bởi cho nên nếu mà em làm scandal nó là thế nào là người ta cũng nghĩ em là kẻ gian thôi. Em mà có bị oan tình thì cũng trở thành kẻ gian. Mà nếu mà thời xưa mà em đẻ ra mà cái thời mà thời bao công đó, mà nếu mà em mà đi thưa kiện ở trong cái tòa của ông bao công là chắc chắn là ông có đánh rớt thôi. Ổng nhìn cái mặt em là ổng thế nào cũng cho em vô tù cho coi, tại vì nhìn cái mặt em nó không có được kẻ thơ ngay. Mà cái đây không phải là một cái sự ép, cái sự chọn lựa, người ta đâu có chọn lựa được đâu, đúng không? Trời ơi, thì cái mặt của mình nó vậy thì nó vậy thôi, mà chẳng qua là những người nào mà đi theo cái chủ nghĩa mà cái nét đẹp mà như em thì người ta mới hiểu và thông cảm được cái nét đẹp như em. Còn ngoài ra những người nào mà bình thường là người ta không thể nào nhận dạng được cái nét đẹp của em gọi là đẹp. Người ta chỉ nghĩ là cái nét đẹp thơ ngay của những người khác gọi là đẹp, chứ còn em là không thuộc trong cái nhóm đó. Đó, nó cũng bị thiệt thòi. Tôi thấy tôi rất là bị thiệt thòi luôn, mà đã gì sắp Tết nữa ai mà dám làm scandal. Thôi, em chỉ có hy vọng là được nhiều người coi thì mình hay bấy nhiêu, nhiều người coi thì mình nói nó càng hứng. Mà nếu mà ít người coi thì mình hay bấy nhiêu, chỉ có cách là nhờ các anh chị nhớ subscribe kênh YouTube của em và nhớ livestream kênh của em để có nhiều người coi là em vui lắm rồi. nhưng mà nếu mà có càng nhiều người coi hơn nữa là không chừng là em đi sửa sắc đẹp đó. Còn bây giờ chưa dám sửa sắc đẹp là bởi vì nó chưa có được, mà bà nó gọi là cái gì ta, nó chưa có đủ cái động lực để làm cho em làm cái điều đó cả nhà, hiểu không? Cho nên là chưa có dám. Hôm nay sắp sửa Tết rồi, gần tới Tết rồi đó, ai mà muốn đặt bánh tét bánh chưng gì đó thì đặt liền đây. Em mới sắm mới mấy bộ áo dài rồi, tới nay trời cũng ngựa hỏi mà Tết là con người nó cũng ngựa ra ở chi gô lạnh thí mụ nội luôn. Mặc cái áo dài vô đi cả nhóm về nhà là cả bản cảm thấy là sẽ bị ho và sửa mũi liền tại chỗ. Nhưng mà cái máu ngựa, cái kiểu như mình cũng ham hố Tết đó cả nhà. Biết rằng là cái Tết của Chigo thì nó hơi lạnh hơn những chỗ khác. Thí dụ như là các anh chị mà ở Houston hoặc là miền Nam Cali thì cái Tết đó rất là đẹp. Trời ơi, em cũng muốn tung tăng dữ lắm, nhưng mà Chigo nó lạnh tung tăng có độ gấp. Mình phải chùm cái áo, nhiều lúc ra đường phải chùm luôn cái mền, chứ không có thể thà không có dễ dầu gì mà ra đường được đâu. Nhưng mà khi mà tròn cái áo dài vô là ngựa lắm rồi đó, đánh bồ cạp rung teo héo rồi đó, mà vẫn dớn cái áo dài để cho nó có ra mùi Tết đó. Mà thật ra cái Tết truyền thống nhà em cũng bình thường dữ lắm cả nhà ơi. Trời, tôi nói hả, cái Tết đó nó không có như người ta. Tết nhà em là cứ cũng bày ra bánh tét bánh chưng củ kiệu cả mâm rồi xúm nhau cùng ăn, chứ em có rủ ai về nhà hết trơn á. Tới đây là tại vì rủ về nhà mình cũng không biết làm, rủ về nhà mà tự nhiên mình bày cái xong bồ cua ra, lỡ người ta thua người ta quở mình sao.
Trời ơi, tôi nói cuộc đời của tôi bị qua một lần rồi. Cũng chỉnh cha chỉnh trẻ tổ chức ăn Tết với người ta. Trời ơi, tôi bày ra bầu cua. Rồi tôi mua tứ sắc nè, tôi đỡ ăn bên. Rồi có lô tô qua bên, có nghĩa là sòng nào muốn chơi cỡ nào nhà em chơi cỡ đó, phục vụ tối đa. Mình là gia chủ mà cả nhà. Bởi cho nên mình phải phục vụ khách của mình tối đa luôn. Tôi nói hả, bắt một nồi phở lên ngang thơm phức cả cái bếp nhà em. Rồi sau đó em bày cái vàng cờ bạc ra, là tôi nói hả, nó lộng lẫy liền tại chỗ. Mà tới đây cái số người á, tôi không có cờ bạc nhiều, nhưng mà lạ, tôi chơi rồi tôi hay ăn lắm nghe. Lạ lắm. Mà tôi nói bữa nào tôi rình rình mà tôi vô sòng bài, tôi nói gì á, ngựa quen đường cũ đi. Cái ông người đó có cái mạng em mà chơi xì lát hay là bài cào đó, em hay ăn trong Tết đó, vậy thôi cho em cú đi, cho ăn cú trong sòng bài hốt mớ đi, mà không bao giờ linh thiêng. Tôi nói làm như cái ông thần tài, ông không bao giờ ủng hộ em ăn tiền của sòng bài, làm như sợ nó buồn hay gì cả nhà. Không bao giờ ăn, vô sòng bài hiếm ăn lắm. Trừ phi là rình rình, đặt dăm ba cú đứng dậy bỏ đi về đó thì còn ăn. Chứ ngồi xuống cái ghế là không bao giờ ăn. Cái kiểu như em là thuộc về là chơi ăn là chỉ đứng thôi chứ không có được ngồi. Cái kiểu như là thổ địa ở sòng bài, cái ông thổ địa đó ông dữ quá. Ông thần tài của mình tự nhà mang lên chiến đấu với cha địa sòng bài, nó không có đúng cơ. Bởi cho nên là bao nhiêu tiền là vô thơ, thua hết trơn chọi. Mà hỏi mà chơi cờ bạc ở nhà tôi ăn nghe, bữa nọ ăn Tết tôi rủ bà con cô bác tới nhà tôi ăn Tết, mấy người quen thôi, rủ xúm nhau bày xong, bày xong tôi ăn hết trơn luôn. Trời, tôi ăn về cái người ta rên, ông Hùng á, không biết ổng làm gì, ổng có cố tình hay không, rủ tôi qua ăn Tết rồi ăn tiền tôi luôn. Trời, làm cho em cảm thấy cũng cảm giác như là mình bị guilty á cả nhà. Mình cảm thấy mình hơi tội lỗi. Nhưng mà mình có cảm giác tội lỗi thôi, nhưng mà xin tiền lại tôi không có cho đâu. Trời ơi, đó chơi ăn rồi, chơi ăn thua ráng chịu. Trời, tao hên tao ăn. Lỡ mà mày hên mày ăn tiền của tao, tao cũng rên như mày thôi. Chứ không lẽ giờ tao kêu mày trả tiền lại, mày trả cho tao à. Trời, mày giỡn hoài. Em không có trả lại. Nhưng mà mình cũng phải tỏ vẻ cái nét mặt mình ăn nha, ăn năn chút xíu. Trời ơi, tự nhiên nhà của mình rồi cái rủ người ta qua ăn Tết, rủ người ta ăn Tết rồi rủ luôn ta mang tiền. Chứ tại vì ăn Tết thì đồ ăn nhà em đã có rồi, bánh tét bánh chưng cái gì cũng muốn ăn gì rồi muốn ăn. Ăn gì ăn, em có tẩm bổ thêm nồi phở nữa. Bởi cho nên là ăn dặm của tô phở vô là yên bụng liền tại chỗ, ngồi đó là chơi tứ sắc miệt mài luôn. Đó. Nhưng mà mình lỡ hơn. Trời ơi, ông thổ địa nhà mình mà. Rồi ông thần tài cũng là của nhà mình. Là hai ông nội đó là phe của em mà. Ngày nào em cũng lơm khơm khấn vái thì dĩ nhiên là ông phải theo em. Rồi đồng thời ông phải nghe lời em, chứ nếu ông lạnh giận rồi làm sao em không cúng em vái nữa thì sao. Trời ơi, ông cũng phải coi mặt chứ. Thì người ta cúng vái hoài thì bây giờ cũng phải phụ hộ cho người ta ăn bài chứ. Thì lỡ may mà em ăn bài rồi thì mình phải chơi, là mình phải có một cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm đây là trách nhiệm thua. Mình thắng hay thua gì mình cũng phải có một cái trách nhiệm. Mình đã thua rồi thì mình cũng phải có một cái trách nhiệm với bản thân của mình, là mình không được đòi tiền lại. Như vậy thì nó mới công bằng. Chứ tự nhiên không có trách nhiệm kiểu như vậy thì sao được. Bỏ ở nhiều lúc đó, năm nay tôi đang suy nghĩ là không biết tôi có nên làm ăn Tết ở nhà tôi nữa hay không. Mất công rồi lại tụi bi ăn tiền hết rồi lại đổi thừa tôi nữa. Bởi tôi nói thôi, năm nay chắc tôi không ăn Tết ở nhà đâu. Nhưng mà tôi qua nhà người ta tôi ăn Tết. Thì tôi qua nhà người ta tôi ăn Tết thì tôi cũng mang theo ông đĩa ông thần tài của tôi luôn. Tôi cũng nói rinh hai cái ông đó theo luôn mà. Trời ơi, đi ăn Tết rồi phải rinh theo mấy cái ông đó chứ đâu có dẫn chơi. Tại vì mỗi người đều có một ông thần tài và ông thổ địa riêng, gọi là personal địa với lại personal thần tài. Mình cũng vậy. Tại vì hai cái người đó là mình thờ phượng ở nhà của mình, thì mình đi đâu mình cũng phải rinh theo để người ta phù hộ cho mình chứ. Trời ơi, cái này không phải là tôi không có phải là nói vấn đề mà tham lam ham hố gì với lại thánh thần. Nhưng mà kiểu như là mình sống chung nhà thì mình gọi là người thân. Mà đã sống chung nhà gọi người thân rồi thì không lẽ ổng lớn tuổi khắc khe với con cháu bắt bẻ tôi từng lời nói làm sao được. Đã là người nhà rồi, ở chung nhà của mình, rồi mình đi ra đi vô cũng gặp nhau chào hỏi, rồi thắp nhang, rồi còn này nọ thì cũng có quà cáp rồi, cũng qua lại là người thân rồi chứ còn gì. Bởi cho nên là tôi thấy là tôi nghĩ làm sao tôi nói vậy chứ tôi không có kiểu như là giả bộ, cả nhà hiểu không? Thì đúng là người ta là thần thánh, nhưng mà thần thánh là thần thánh của mình, cho nên mình không có giả bộ nói láo với thần thánh đâu có được. Bởi tôi nói thiệt tình đó, tôi thì tôi đi theo cái kinh nghiệm là mình phải thật tình, mình phải nói với người ta. Thì giờ mình muốn ăn bài thì mình xin mình ăn bài, rồi mình muốn cái gì thì mình nói ra cái nấy. Thì ổng liệu cơm gấp mắm,
Ví dụ như mình cứ xin một hàng loạt vậy đây, ổng nhắm cho được cái nào thì ổng cho, còn nếu mà ổng cho hết quyền đóng thì mình càng vui đó. Nhưng mà nhiều lúc trời ơi thì người ta cũng phải coi tới coi trước coi sao, ví dụ như coi mình ăn ở làm sao, đức độ mình sao, thằng này nó có nhiều khuê đẹp hay không đó, mày ra đường mày gặp ăn mày mày có cho tiền hay không đó, hoặc là mày ra đường mày có thương người hay không, hay là mày gặp ai mày cũng cào mày cấu người ta, rồi mày làm nail có đàng hoàng chững chạc hay không đó, rồi mày có tử tế với khách nail hay là thợ thầy trong tiệm nail mà có đàng hoàng chưa. Thì nhiều lúc á là mấy ông địa mà personal địa với my personal tài đó, là hai người đó lúc nào cũng dòm ngó những hành động của mình, rồi người ta mới coi xét hết cái lý lịch đó, người ta muốn quyết định là phù hộ tôi được bao nhiêu hay là phù hộ mình là được bao nhiêu đó. Thì đã dùng cái chữ phù hộ rồi thì cứ phù hộ maximum đi địa. Tài ơi tài, my personal tài, you are my friend, my family, go ahead and maximum phù hộ me đi đó. Thì nhiều lúc rồi mình cũng hy vọng vậy thôi, nhưng mà đúng là tôi cũng có tham thị. Nói thật ra là nếu mà cho tôi trúng số thì tôi rất là vui, nếu mà trúng số mà phải trúng số cho nhiều tiền á nghe, chứ đừng có cho trúng số mà $2-3 mất công nữa, mà trúng số mà khoảng chừng là giờ mấy chục triệu hay là mà là 1 tỷ đi cho nó gọn, cho nó gọn, hay nếu không là nửa tỷ đây nó cũng được. Chứ bây giờ triệu với tỷ bao nhiêu con số quậy đếm biết bao nhiêu năm nó mới ra. Vậy thôi cứ nói đại đi là nửa tỷ, rồi nếu không là 1 tỷ đó, như vậy cho nó gọn. Mà nếu mà ông địa của em, mà thằng tài của em mà giúp em được cái điều đó là chắc là em vui dữ lắm đó. Nói gì chứ vui chứ sao không vui. Trời ơi, nếu mà ông địa ở nhà tôi mà ông thằng tài nhà tôi mà cho tôi mà trúng số nửa tỷ hả, là tôi nghĩ là ngày nào tôi cũng sẽ ngồi để mà tôi cảm ơn ông hết trơn á. Không chừng á tôi cả ngày luôn tôi ngồi đó tôi chỉ nói cảm ơn thôi, mình tâm sự thôi, tại vì mình quý mà mình quý địa của mình với lại tài của mình, cho nên là mình cũng phải ngồi cảm ơn đồ này nọ thôi đó. Mà nói chung là cái Tết này đi chùa thì mình cũng phải nên chuẩn bị trước. Các anh chị nào mà Tết này mà đi chùa thì cũng phải cần chuẩn bị một cái sớ, người ta gọi là cái sớ đó. Mà tôi thì không phải là công giáo nên tôi mới rành bên công giáo, nhưng mà tôi nghĩ là bên đạo nào thì nó cũng có phù hộ mình hết. Thì người ta là thánh thần là thánh rồi, hoặc là đã là chúa rồi, thì người ta rất là rộng lượng, mình nên cởi mở mình nói chuyện cho nó hiểu, dễ hiểu, cho người ta trình bày với người ta cho nó dễ hiểu, chứ mình đừng có nói gì mà nó bập ba bập bẹ mà cái kiểu như là nói láo hay là nói không có thật dạ thì không có tường, tại người ta thánh thần mà mấy cái điều đó là mà không có được đâu. Mình không có được nói láo hay là nói mà nói không có đúng sự thật là không có được. Thí dụ như là mình chuẩn bị một cái sớ nè, cái sớ mình liệt kê ra 11, 12, 13, 14, 15 tới 15, 20 gì đó. Con ước mơ con được trúng số, nếu không là con ước mơ là con sống tới 100 tuổi, còn nếu không là con bồ của con nó phải nghe lời con nè, trong tiệm con là khách nó không có càm ràm nè, hoặc là bao nhiêu khách mà nó sưởng ngón là nó đi nó không có vô tiệm con nè, rồi chẳng hạn vậy đó. Là mình có bao nhiêu cái sớ của mình là mình phải liệt kê đó, rồi sau đó mình trình bày với lại người ta, mình phải nói rõ là lý do tại sao mình muốn vậy đó, thì mình nói rõ thôi. Thì nhiều lúc là con muốn có nhiều tiền để cho con sướng, đó là cái lý do như vậy, bởi cho nên là con hy vọng là con được may mắn, xin ơn trên phù hộ cho con trúng số đi, để thì nếu mà trúng số thì chắc con được sung sướng dữ lắm đó. Thì mình nói rõ là cái lý do của mình là why. Chứ bây giờ trời, người ta thánh thần người ta cũng muốn hỏi why, chứ lỡ mà tự nhiên đang xin người ta hỏi why không biết được trả lời thì sao. Đó, đâu phải dẫn chơi đâu. Cả tuần nay hôm nay Chicago gió lạnh. Tôi nói gió gì mà thổi hả, dù dù quèo quèo ha. Rồi đã vậy rồi mà còn lạnh nữa, bởi cho nên nó ra ngoài đường nó sơ sát hết trơn trọi. Rồi hôm nay cái bà thị trưởng của Chicago tuổi tôi đó, lạnh quá bà cũng không có ở đây. Bà đang bay lấy máy bay qua bên Washington DC đó, bà gặp ông tổng thống. Bà muốn bà đòi hỏi muốn gặp ông tổng thống để hỏi chuyện ông vài điều. Mà tôi nói cái thằng cha tổng thống cũng hẹp hòi nữa, người ta là thị trưởng, người ta email các kiểu qua đó để mà muốn hợp hành về chính trị thì cho người ta qua đi. Ông nói tao bận lắm cái con kia. Mày muốn qua đi mày gặp tao mày nói cho tao nghe là cái lý do gì coi, chứ bộ mày tưởng là tao ở nhà nằm ngửa chờ mày qua để nói chuyện hay vậy. Mà hẹn hò người ta lôi thôi không biết là bao nhiêu tháng rồi, bây giờ ổng mới chịu cho bà gặp đó. Rồi bà bay chiếc máy bay bà qua liền tại chỗ, bay cái dèo trợ cái nó không đối ý tiền sao. Rồi giờ hai người đang hợp hành gì rồi tôi cũng không biết nữa, mà đang nói chuyện kiểu gì á tôi cũng không biết là hai người nó nói gì cái gì. Mà chắc là đại loại nói gì corona hay là cho wifi gì đây.
tôi thấy là corona thì á, cái tình trạng nó mỗi lúc nó một tè lè ra vậy thôi. Bây giờ tình trạng thì giúp đỡ cho người ta đi bằng cách là nhà nước lo đi, trời ơi, chính phủ gửi tiền cho người ta đi, cho người ta an lòng để mà né con corona. Chứ nếu mà không có gửi tiền thì làm sao mà người ta biết lo liệu mà để lo được corona. Bà hôm này bà qua đó rồi mà không chừng á, hai người mà không có nói chuyện vấn đề corona đó thì cũng có thể nói chuyện vấn đề cái vấn đề trên trời đó. Từ đây hai ba bữa trước ở tin tức nó nói á, loa cái trái đất của mình là phải coi đề phòng nghe, có cục gạch nó bự thù lù á, nó bự khoảng chừng cây số, nó đang nó bay vòng vòng ở trên trời, sắp sửa rớt xuống trái đất rồi kìa. Đó, nó la lên kiểu quỷ gì. Tôi đang làm neo, tôi nghe cái tin tức thuộc quán hồn, tôi nói chết bà rồi trời ơi. Sao tao nói tuần nào tháng nào mà mấy cái thằng mà phi hình gia, phi hình tỏi nó cũng đều nói là nó có cục gạch nó rơi xuống, cục gạch nó rơi xuống, bao hồi là cục gạch, bao hồi là thiên thạch, bao hồi cục gạch, bao hồi là thiên thạch. Thì đại loại tôi nói mày rơi lẻ đi, tao lượm tao xây nhà. Chứ còn mà ngày nào mày cũng hăm dọa kiểu vậy làm ăn sao được. Tôi nói trời ơi, nói cục gạch bự lắm, gạch quỷ gì mà tự trên thiên thạch nó rớt xuống kiểu vậy đó. Trời ơi, rồi bây giờ nó bay cái gì qua trái đất rồi, cái mấy tụi nó gọi lại hên quá, cái cục gạch này nó bay mà nó méo mày ơi, nó mới rớt xuống ngay cái trái đất chứ nó không rớt xuống cái đất là lủng cái trái đất chứ không phải dẫn trời. Trời ơi, cái cục gạch nó bự lắm, cả một cây số luôn mà nó rớt xuống là lủng cái trái đất của con nhỏ chứ dẫn chơi à. Cũng may là trái đất cái cục gạch nó bay đi chỗ khác nó mới rớt xuống đó, cũng là vấn đề thiên thạch. Làm như tôi nói hả, cái con người ta đó thích nghe và thích nói những gì mà nó xa vời, còn những cái việc mà nó gần gũi người ta mới thích nhắc tới đó. Thường thường tôi thấy nó lãng vậy á. Ở bên Dubai loa ta mới có một cái hộp xoàn này nó rất là đặc biệt đây nè, ai mà muốn mua thì tao treo giá là tao bán được khoảng chừng hơn 6 triệu đô la một cái hộp xoàn. Mà tao thấy cái hộp xoàn này nó hiếm dữ lắm á nghe. Hộp xoàn này á là nó 555 và chấm 55 carat, toàn là số 5 không à, 5 con 5, 555.55 cara. Tôi không biết là cái đó nó nặng đến cỡ nào, mà cái cara là tôi cũng không biết giá trị cara nó là cái gì, chắc là lấy cái ký cân hay là cái gì tôi cũng không rành. Nhưng đại loại đó là cục hột xoàn đen, nó rất là quý hiếm. Cái người chủ nhân của hột xoàn nói cái hột xoàn này rớt từ trên trời rơi xuống đó nghe, cho nên là trái đất này không có mấy người nào mà đào ra được cái hột xoàn này đâu. Muốn mua thì mua liền tay đi, kêu giá bình thường là hơn 6 triệu, còn nếu mà đấu giá hơn thì người nào cao giá tao sẽ bán cho. Mà mua là mua cho liền tay đi, chứ cái này chỉ có một hột thôi. Tôi nói trong lòng tôi nói trời ơi, mày sao hay dữ, không biết cái hộp xoàn là từ đâu rơi ra, mà nó rơi có một hộp, rơi thì nó phải rơi cho đúng bộ hai hộp chứ, tại sao mới rơi có một hộp. Thì nếu mà chẳng qua là cái hộp kia thì nó 555 cara, thì hộp nọ thì nó cũng phải là 300 cara chẳng hạn, thì dẫu sao thì một hộp lớn một hộp nhỏ nhưng nó phải là đi đôi, chứ rơi nào mà rơi chỉ có một hộp vậy. Trời, cái hộp vậy rồi ai ăn ai nhịn, bán gì có người mua rồi bao nhiêu người thèm sao được. Mà theo lẽ như vậy thôi, người ta 555 cara đó thì thôi mày cắt bớt thẻo ra đi là còn 100 một cara một cục đi chẳng hạn. Bán sao mà hơn 6 triệu cái hộp xoàn 555 cara chấm 55. 555 cara chấm 55 gì đó, to chắc to bằng trời, cho bằng cái đầu của tôi luôn á cả nhà. To bằng cái đầu tôi rồi, ai mà đeo vô cổ cho nó quẹo cổ luôn á, chứ không phải dẫn chơi. Vậy là cái hộp xoàn này chỉ để yên chỗ thôi, chứ đeo vô người là sao mà đeo được. Đeo vậy nó nặng quá sao khiêng. Có tiền mà mua sao khiêng. Trời ơi, tôi về nhà tao làm cái bàn ngồi hay làm cái ghế ngồi đó cũng có lý. Chứ cái cột phòng mà nó bự quá làm sao được cả nhà. Trời ơi, thì đúng đó. Nhiều cái tin tức tôi đọc thì nó cũng lạ dễ sợ luôn. Ở Chigo 2-3 hôm rày đó, là tôi nói an ninh nó đỡ hơn. Nó đỡ hơn tháng rồi. Theo cái thống kê mà cướp của giết người của Chigo nó nói đó, là tháng vừa rồi đó là Chigo an ninh hơn hồi tháng trước, là bởi vì trời quá lạnh cho nên cái thành phần mà đi ra đường hôi của cũng không có muốn đi, tại lạnh quá nên nó hôi của, nó cảm thấy nó không có thiết tha để hôi của vào những lúc quá lạnh. Nếu lỡ mà đi hôi của được thì nó phải khiêng, mà khiêng thì lạnh quá thì khiêng nó cũng không có được thoải mái, nó có thể là nó lạnh nó cản trở cho cái sự khiêng của, cho nên là không có đứa nào chịu đi khiêng đi hôi của trong cái mùa lạnh hết trơn á. Rồi nó nghĩ giống như nó giải lao. Cho nên là cái viện nghiên cứu về cái nhóm hôi của và tệ nạn xã hội của Chicago đó thì nói là có thể sớm nhất
là trở lại bình thường vào khoảng chừng tháng 3, bởi vì cái thời tiết tháng 3 đã trở lại hơi ấm áp, cho nên là những sinh hoạt hôi của và bắn súng giết người, đâm thọt đầu này hoặc là đâm thọt đầu kia nó sẽ trở lại bình thường. Tôi nghe cái tin tức của tôi nói trời đó coi vậy thôi cho nó khỏi bình thường luôn đây. Trời ơi, đi đi hôi của mà cũng phải có mùa, đi hôi của mà cũng phải cần có né lạnh với lại trời nóng trời lạnh coi khí hậu đồ này nọ. Trời ơi, vậy thôi cái tháng này vừa mới vô mấy có 2-3 tuần, nó yên lặng vậy thôi cho nó yên lặng cả năm cả mùa luôn đi. Chứ tự nhiên yên lặng tới tháng 3 rồi rầm rộ ra hôi của trở lại nữa, tôi nghe thiệt tôi quá dễ sợ. Cái đó là cái tin tức của Chigo thôi nghe. Chứ còn ở bên Cali, tôi phải nhiều chuyện. Tôi không phải là tôi ở bên Cali mà tôi chọt mỏ và tôi nói bên Cali, nhưng mà thật sự là mình đọc cái tin tức này nó chạy lẹ lắm, ở đâu mình cũng đọc được. Cái tin tức nó như vậy nè, ở bên Cali là cái khu LA đó, là một trong những cái thành phố mà nó nổi tiếng cả cái địa cầu rồi chứ không phải dẫn chơi. Ở đó hôi của lạ lắm, hôi của nó không như là hôi của ở Chicago nè, nhưng mà cái kỹ nghệ hôi của xe lửa bây giờ nó đang tăng cao. Cái tỷ lệ hôi của đó nó tăng hơn là khoảng chừng 400% rồi trong thống kê của năm vừa qua, có nghĩa là năm vừa qua so với những năm trước đó nó tăng 400% hơn cổ phiếu con chó luôn. Tôi nói hả, là cái thói quen hôi của xe lửa, có nghĩa là một chiếc xe lửa nó kéo nhiều toa xe lửa, mỗi toa xe lửa nó có rất là nhiều đồ trên chiếc xe lửa, một chiếc xe lửa nó dài ròn thoàn cả một cây số chứ không phải giỡn chơi, thì tưởng tượng nó lôi biết bao nhiêu là của trên chiếc xe lửa nó đi ngang qua cái đường ray. Thì bây giờ một nhóm nhào vô hôi chiếc xe lửa cho nó banh xác chiếc xe lửa ra luôn, nó chỉ hôi đùa trên xe lửa mà thôi, chứ nó không có hôi của cái toan xe lửa, nó không khiêng chiếc xe lửa tại vì khiêng không có nổi, nó chỉ khiêng đồ trên chiếc xe lửa chở mà thôi. Thì cũng là thi theo cái nguyện cái nhóm nghiên cứu về cái kỹ nghệ hôi của xe lửa, để nó thống kê, nó liệt kê rõ ra lý do tại sao cái kỹ nghệ này nó phát triển quá mạnh, nó phát triển lẹ còn hơn là kỹ nghệ neo luôn. Là bởi vì cái khi mà nếu lỡ bị bắt thì cái tội nó sẽ nhẹ xuống, là bởi vì nó chia ra tội phạm từ theo nhóm. Một người nào mà đứng canh chiếc xe lửa chạy ngang qua thì cái tội đó nó chỉ là cái tội canh thôi, cái thằng đó nó chỉ có làm cái việc canh mà thôi. Chiếc xe lửa nó đi ngang qua mà nó gặp cái đèn đỏ nó đứng lại đó, thì cái thằng đó đại diện nó sẽ leo lên cái toa xe lửa, nó cắt khóa. Nó cắt khóa thì cái công việc nó cắt khóa rồi nó nhảy xuống, nó đi về, nó quay cái lương, nó không làm cái gì hết trơn. Nếu mà có bắt đó thì chỉ bắt cái tội bắt cắt khóa mà thôi. Rồi sau đó là có một cái bộ phận khác của người cắt khóa leo lên kéo cái cửa xe lửa ra và rinh đồ trên xe lửa thảy xuống. Thì nếu mà rinh đồ xe lửa thảy xuống thì nó đâu phải là ăn trộm đâu. Tại vì khi nào mà trên người nó có của thì nó mới gọi là ăn trộm. Còn nó là chỉ có dục trên từ đồ trên xe lửa nó dục xuống đất mà thôi. Thì cái tội của nó chỉ là phá hoại chiếc xe lửa mà thôi. Còn những cái đứa nào mà nó cái tổ hợp mà sao cái khâu mà dục đồ từ trên xe lửa xuống đó, thì cái khâu đó nó rinh của chạy về trong xóm, nó giấu. Hoặc là chạy lên trong cái con hẻm gì đó nó chôn chẳng hạn vậy. Thì mấy cái đứa đó mà lỡ có bị bắt thì tội nó cũng rất là nhẹ, là bởi vì nó là người hôi của tự dưới đất chứ đâu có lấy của người ta đâu. Cái cửa từ trên trời rơi xuống ai biết cái của đó là cái của ai, thì nó tình cờ nó chỉ lụm cái của nó chạy vô trong xóm nó giấu mà thôi. Cho nên là nó chia ra cái tội phạm nó nhẹ đây. Cho nên vì cái điểm đó người ta cảm thấy nó rất là lợi, cho nên cái nhóm người mà nhảy vào trong cái kỹ nghệ hôi của xe lửa người ta cảm thấy rất ok, người ta an tâm, cho nên người ta đầu tư vô trong cái kỹ nghệ đó, nên cái kỹ nghệ nó tăng cao lên, nó tới 400%. Tôi nói chiếc xe lửa nào đi ngang qua cái OA nó cũng banh xác hết trơn trọi, nó không có banh xác nguyên cả chiếc xe lửa mà nó cũng phải banh ít nhất là nửa toan xe lửa hay là cả toan xe lửa. Tôi nói trừ phi là chiếc xe lửa mà nó chở loại đồ nặng, nó ẩm, nó thảy không có nổi thì thôi. Chứ nếu mà xe lửa nào mà chở mà kiểu giống như là quần áo hay là hột xoàn kim cương là nó xúm nhau nó thảy cái ọt có gì đâu, nó nhẹ mà. Đó, mà nó thảy mà một món hàng mà người ta chụp được cái hình luôn là cái món hàng nặng nhất mà nó thảy là cái tay dây. Đó, mà tao nói mấy đứa mà chụp tivi nó cũng giỏi dữ lắm, nghe cả nhà nha, nó đeo bao tay rồi đàng hoàng, chứ nó không phải là mà đeo không có đeo bao tay là nó cắt đứt tivi cái tay chứ không phải dẫn chơi đâu. Tao nói hai thằng đứng xe lửa nó lụm cái tivi mà tivi độ khoảng chừng 55 inch 65 inch gì đó, mà tivi tôi nói bây giờ cái màn hình nó bự nhưng mà nó rất là nhẹ, nó không có nặng, nó có đu đưa như như là cái giỏng về đưa 1 2 3 thấy cứ rụt xuống dưới đó,
đó rồi cái dưới đất này nó có bốn thằng nó cầm như là một cái mền, nó cầm bốn cái đầu mền thì nó thảy cái tivi nó vô trong cái mền, là cái mền nó đâu có đụng với dưới cục gạch hay là dưới đất gì đâu mà nó bể đó, là nó vô trong cái mền rồi nó từ từ nó chuyển nhẹ xuống, rồi hai thằng ẵm cái tivi vô trong sớm trốn. Tự hỏi cảnh sát nào mà lôi cho ra, cảnh sát nào mà có thể bắt được ở cái hành động đó, mà dù mà cảnh sát mà nó có tới mà nó có bắt được làm sao mà nó rượt cho kịp. Chiếc xe lửa nó có nhiều toa, nó có nhiều bộ phận để mà đầu tư trong cái kỹ nghệ hôi của xe lửa như vậy. Cảnh sát nó tới đó, nó biết bắt thằng nào, nhiều thằng quá nó biết bắt thằng nào. Giờ tôi nói khi mà cảnh sát mà nó tới rồi nó chụp được cái hình ngay hiện trường, tôi toàn là rác không. Hỏi rác gì vậy? Tại sao cái đường ray xe lửa này á là người dân chúng người ta không có đi qua đi lại, nó chỉ có xe lửa chạy thôi mà sao rác dữ vậy? Biết rác gì không? Rác à, mà khi hôi của nó lột mấy cái bao ra, nó giục nó khiêng cái của đi cho nó lẹ. Nhiều cái của mà nó bao gói nặng nề quá, nó khiêng bự quá, nó tháo bao ra nó khiêng cái của đi thôi là một loại rác. Loại rác thứ hai là nước ngọt. Tại vì trong cái lúc mà đang chờ xe lửa đi qua đó thì người ta cũng khá ăn uống McDonald's, rồi người ta uống nước ngọt, rồi người ta ăn cho nó dằn cái bụng, nó cho nó sức khỏe, người ta chạy theo chiếc xe lửa, rồi còn có cà phê cà pháo uống để cho nó giải khát. Khi rồi sau khi mà xe lửa mà nó chạy tới rồi là giục hết bao nhiêu cái đó là nó phóng lên chiếc xe lửa, người ta nó gọn. Bởi tôi nói là cả cái đường ray xe lửa toàn là rác, không là rác đó, là cái tin tức, là cái tin tức ở bên 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 LA đó cả nhà. Ghê gớm chưa, tôi nói trời, cái kỹ nghệ gì mà nó phát triển lẹ dễ sợ, trong vòng một năm mà nó nhảy lên tới 400%, nó còn hơn lại cổ phiếu con chó luôn đó cả nhà. Trời đất ơi, đầu tư vô cái kỹ nghệ đó tôi nghĩ nó cũng lời to dữ lắm á. Nhưng mà tôi thì tôi nói gì thôi, tôi không dám làm. Tôi muốn làm cũng không có được, giống như là mình có sức mà không có lòng đó cả nhà. Tướng tôi mà đu xe lửa tôi banh xác liền tại chỗ, tôi không có đu được. Mà tôi nhảy xe lửa tôi nhảy cũng không được nữa. Làm giống như là cái chân mình cục, cái háng mình nó ngắn, mình nhảy nó không có tới cái gì cả nhà. Nên thôi, cái nghề đó tôi không dám đầu tư vô đâu. Mà nếu mà đi khiêng tôi cũng khiêng không có nổi nữa. Trời ơi, khi mà giục tao cái tivi nó đè bẹp tao luôn rồi, chứ đừng nói giục cái hộp xoàn tao còn chụp được, chứ giục cái tivi sao chụp được. Trời thôi, tôi nghĩ là thôi, đọc thì mình thấy cái kỹ nghệ người ta ra cái thống kê thì mình chỉ mét tin ở đây, thì tôi mét cho cả nhà cùng nghe vậy thôi, chứ khuyến khích cái làm cái việc đó là không có nên, nó không có nên đâu cả nhà. Mà tôi nói nha, dạo này cái loại mà hôi của với ăn trộm đập phá nó lạ dữ lắm cả nhà. Hôm nay nè, tuần vừa rồi nhá, là ở tại Downtown Chicago của tôi đang ở nè, nó có một cái trạm Metra, là cái trạm xe lửa nó rất là bự, là cái trạm nó rất là to, nó nằm ở trong cả một cái building bự thụ lù luôn, biết bao nhiêu là tầng đó. Thì cái trạm xe lửa này nó tấp nập như cái sân bay vậy đó, nó tấp nập biết bao nhiêu người ra vô. Nhưng mà cuối tuần thì nó ít người lại, đồng thời là ban tối á, thì nó lại càng ít hơn, bởi vì nó bớt chuyến người ta đi. Thì ở trong cái trạm xe lửa đó nó cũng có nhiều tiệm cà phê, tiệm quán bar, quán ăn, và nó có một cái tiệm là Amazon Go. Không biết là cả nhà có biết cái tiệm Amazon Go, hoặc là có để ý cái hệ thống mà cửa tiệm Amazon Go hay không. Tôi rất là thích cái tiệm Amazon Go đó. Những người nào mà có member của Amazon và mình có thể download cái app Amazon Go, thì ở trong cái app đó mình đã thiết lập sẵn là có thẻ tín dụng, có tên tuổi, có account rồi của mình rồi, thì mình có thể dùng cái app bằng điện thoại đó, mình đi vào cửa tiệm đó, mình đi shopping, mình mua sắm, ăn uống hay làm gì đó thì mình làm. Thì cái hệ thống cái cửa tiệm đó nó không có người tính tiền, nó cũng không có người quản lý, nó cũng không có bảo an. Nó chỉ có một đứa canh cửa để hỗ trợ người nào không biết set up cái app, thì nó đứng đó nó chỉ thôi, chứ nó không có làm cái gì hết trơn trời á. Tôi nói cái tiệm đó nó giống như là cái nhà tang quan vậy đó, không có ai quản lý, nó chỉ gắn thiết lập là camera thôi. Thì những người nào mà như tôi là tôi xài Amazon Go và tôi có account của Amazon rồi đó, thì tôi đi vô ra trong cái cửa nó rất là tiện, tôi rất là thích. Tại vì tôi không cần nói chuyện với ai hết trơn, trời, tôi muốn lấy gì tôi lấy, rồi sau đó Amazon nó tự động tính tiền. Có nghĩa là tôi đi vô cho mấy cửa Amazon, tôi lấy đồ ăn, tôi lấy nước ngọt, tôi lấy này lấy nọ xong rồi tôi không cần trả tiền, tôi chỉ việc đi về thôi, vô đó lấy. Nếu mà nó bận tay, mình muốn lấy cái bị thì mình bỏ cho mấy bị, mình xách quẩy ra. Còn nếu không là mình cứ đi cái rẹt ra, không có cần trả tiền. Bởi vì trong căn tiệm của Amazon Go đó, nó có một cái hệ thống nhận dạng được cái account của người nào và lấy được món nào rồi, cho nên khi mà mình đi ra rồi là nó tự động nó thanh toán trong cái account của mình. Mình không cần đưa cho ai coi, mình không cần phải scan code, mình không cần qua bất cứ một điểm gì, mà nó vẫn biết được hàng của người nào lấy món gì, tự động tính tiền. Thì cái đó là cái tôi rất là thích.
Tôi thích đó là bởi vì tôi rất là ủng hộ những cái kỹ nghệ tân tiến. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó bán đồ cũng giá rẻ, cho nên vô đó mua nó cũng nó được tiết kiệm hơn người ta. Và cái thứ ba nữa là tại vì ra vô không cần ai quản lý mình, cho mình cũng rất là thích. Đó, không cần phải chờ xếp hàng tính tiền, chỉ cần vô ôm mớ đồ là tự động ra cửa đi rồi thôi. Đó. Tôi rất là khoái. Thì cái cửa tiệm của ta nó cao cấp nó là như vậy. Tôi nói hồi cuối tuần rồi không biết ăn ở làm sao không biết. Mà cái cửa kiến con của ông ta hả, đập cho nó tè lẹt ra. Tôi nói hả, nó giống như là chiếc mít rụng gì đó, bao nhiêu kiến nó đổ xuống hết trơn hết trọi luôn. Rồi á, alarm nó kêu tùm lum tà la lên là bởi vì có người đập cửa mà. Rồi sau đó là bao nhiêu bảo an đồ nhào vô để mà coi. Rồi lúc đó là tôi nói hả, tụi đập kiến nó vô đó, nó dọn đồ đi rồi, bảo an mới tới, cảnh sát mới tới. Khi mà tới coi lại cái những cái video mà người nào vô trong căn tiệm này mà đi đập phá và hôi của đi á, mới phát hiện ra là cái món mà lấy nhiều nhất là nước ngọt. Lá đời á cả nhà. Tôi nói trời, cái thao tác hôi của bây giờ nó lạ quá, không lấy cái gì mà lấy nước ngọt cả nhà, làm như là cái thằng hôi của nó đang khát nước hay là cái gì đó. Tôi suy nghĩ hoài mà tôi cũng không hiểu ra nổi luôn. Nhắc tới nước rồi tôi khát nước nè. Tôi không thể nào suy nghĩ ra được đâu cái già. Trời ơi, nó quơ hết nước ngọt của ông ta, mà cái loại nước ngọt mà cái loại mà đặc biệt nhất là cái loại nước ngọt mà Coca-Cola mà nó phải là cái mùi original nghe. Chứ mà cái mùi này, mùi nọ, mùi trái táo, mùi trái nho, mùi trái này thì nó không lấy. Nó chỉ lấy cái mùi mà original thôi. Đó, là cái loại đó là cái loại yêu chuộng nhất. Đó là những sản phẩm mà ăn trộm mà tôi nói là nổi tiếng đó. Cái món hàng ăn trộm thứ hai là Kingdom. Tôi nói cái gì kỳ vậy trời, mày đã ăn trộm rồi mày cũng sợ đẻ nữa hay sao mà mày lấy chỉ còn khăn đùm không? Bao nhiêu khăn đùm người ta treo lủng lẳng trong tiệm nó quơ hết trơn trọi luôn. Tôi nói nó quơ luôn, size gì cũng lấy, size XL, CC, size extra large, 8 con S, ăn L gì nó cũng lấy hết trơn trọi luôn. Làm như là nó quơ hết trơn hết trọi luôn cả nhà, làm như nó muốn đẻ đó cả nhà. Trời ơi, cái món đó là cái món thứ hai mà hỡi mà ăn trộm vô là nó lấy, ăn trộm vô là nó lấy. Còn những cái món khác như là ví dụ như củ cà rốt, nếu không là trái trái cái cà chua đồ thì nó không thèm lấy, mà nó chỉ toàn là lấy mấy cái món đó thôi. Cái tiệm Amazon con người ta bộ thù lù bán biết bao nhiêu là mặt hàng, vô nó quơ hai cái mặt hàng đó trước, những mặt hàng kia mất là chỉ là phụ mà thôi. Năm là cuối tuần vừa rồi của Chiago tụi tôi đó cả nhà, ghê gớm dễ sợ chưa. À, trời ơi, là ghê gớm luôn đó. Tôi nói trời, có nhiều cái câu chuyện nó rất là ghê gớm. Tôi nói hả, nhiều người lạ lạ dễ sợ luôn á. Ở bên tiểu bang West vị trí nhà có một người đưa tin, mà tôi nói hả, đưa tin cái con nhỏ này nó đưa tin là tôi nè, là tôi cảm thấy là tôi là người mà giống như là có trách nhiệm nhiều lắm rồi đó cả nhà. Cho tôi đọc cái tin gì thì tôi mét tin, chứ tôi không có đưa tin, nhưng mà tôi mét tin với cả nhà là tôi phải nói cho nó ra 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 ra, ra ngọn ra ngách đó, mình nói cho nó phải có cái này, nó có cái nọ, mình nói cho rõ vậy đó nghe. Mà cái con nhỏ đưa tin này á, tôi thật vậy là tôi gọi nó là thần tượng tôi đó. Cái con này nó đưa tin, nó làm ở đài truyền hình ở tiểu bang West vị trí nhà, nó đang đứng giữa đường nó đưa tin đó. Ví dụ như tôi về nhà, tôi ngồi trong nhà tôi mét tin là chỉ kiểu nhiều chuyện thôi, nó không có sự kiện nóng. Còn cái con kia nó làm ở đài truyền hình, trách nhiệm nó phải làm sự kiện nóng, bởi cho nó xách cái máy rồi sau đó nó cầm cái microphone ra giữa đường nó đứng nó đưa tin đó. Trời, con nhỏ đang đưa tin đưa đưa đưa, tự nhiên cái xe lủi vô con ta hà, quỷ không. Trời, rõ ràng người ta đưa tin thì bây giờ người ta đưa tin thì rõ ràng đâu phải là một mình nó nói đâu, đứa nó nói có camera rồi, còn có cầm theo cái đèn ánh sáng nữa chứ bộ, ít nhất là hai người ba người để mà hỗ trợ con nhỏ đứng giữa đường để mà đưa tin thì ai cũng biết. Quỷ ma tha bắt dĩa xe lửa lũi con ta, lũi con nhỏ, dùng nhỏ đen đứng đưa tin nó lo 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 trên đài truyền hình gì, nó lũi vô luôn, lũi vô. Mà cái điểm mà tôi gọi con nhỏ này gọi là thuộc về là superhero trong lòng tôi đó là nó có trách nhiệm. Những người nhiều chuyện phải có trách nhiệm, như vậy thì mình mới cứ cảm thấy là mình làm mẫu người á, là gọi là ta gọi là cái gì ta, người mẫu người có danh quá cả nhà. Đạo đức thì tôi chưa biết, là bởi vì cái vấn đề đạo đức là nó phải liên quan nghiên cứu từng tánh của con người thì mình mới hiểu được cái chữ đạo đức của từng con người. Còn khi vấn đề trách nhiệm ở đây là tôi nói cái tâm, cái con nhỏ nó có tâm. Tôi nói ra đứng giữa đường vậy đưa tin, thằng là thằng kia thằng lái xe nó lủi vô trong hai cái giò, con nhỏ té xuống nó đốm hai cái giò nhỏ, mà con nhỏ té có rầm xuống vậy mà không ngưng nói nghe, vẫn cầm cái microphone và vẫn nói, rồi sau đó cố gắng lộm khộm đứng dậy trước vô ống kính để mà đưa tin tiếp tục.
Tao nói rồi, nhỏ nó có tâm dễ sợ luôn á. Trời, cả một cái đài truyền hình người ta đang quay cái tin tức, nó thấy rõ ràng cái sự kiện luôn, ai cũng khen con nó quá trời khen. Tôi nó biết cái số điện thoại, tôi cũng gọi, tôi hỏi thăm cái đôi cái chân của mày có sao hay không đó. Cái nó nói không có sao, đứng lên nó phủi cát, tại vì nó té xuống nó đụng cát rớt đất cái dưới bụng đó, rồi nó phủi phủi cái quần nó, rồi nó nói tin tức tiếp tục. Khi người ta nói cho mày còn nói tin tức gì nữa, mày đi vô bệnh viện đây. Trời, người ta lấy cái xe người ta uốn mày rồi, chứ đâu phải dẫn chơi chiếc xe rồi xe hơi, chứ đâu phải là chiếc xe đạp đâu. Nó đang mày nó uốn mày rồi thì mày đi vô bệnh viện coi thứ coi có thương tích gì không. Nó nói ha, nó phải nói hết cái tin tức của nó xong rồi nó mới vô bệnh viện. Đúng là nó nói xong cái tin tức đó rồi nó mới vô bệnh viện để cho bác sĩ tới rờ rẫm ra coi có bị hư hao gì không. Trời ơi, là ở bên web vì chiếc nhà đó, cả nhà tôi nói hả, có nhiều người á, tôi thích lắm. Cái kiểu giống như là người ta có tâm đó, cả nhà mình nghe những mẫu người mà có tâm đó mình rất là khoái. Ủa cái gì vậy trời, đang ai nhắn tin mình vậy ta? Hả? Ủa giờ này mà ai nhắn tin vậy ta? Là cái vụ gì đây? Hả? Thiêm Nguyễn chết rồi hả? Ủa Thiêm Nguyễn nào mà chết vậy? Thiêm Nguyễn? Trời ơi! Thiêm Nguyễn, cả nhà, cái hình nè, cảm ơn ai mới nhắn tin cái hình này cho tôi để tôi đưa vô cái điện thoại cho cả nhà để coi nè. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời? Thiêm Nguyễn, cả nhà, không biết là trên đây cũng có rất là nhiều người nhận dạng Thiêm Nguyễn cho Hùng khoe lại. Đây là bạn của Hùng. Thiêm là người mà thành lập, một trong những người member thành lập cho cái tiếng hát The Nail Void vừa rồi. Cái mùa đó Hùng rất là may mắn, Hùng có tham gia vào cái chương trình đi tìm tiếng hát trong chương trình gọi là The Nail Void. Và cái chương trình The Nail Void vừa rồi là đã xong trong cái mùa đầu tiên, và phải công nhận là chương trình cực kỳ là thành công, bởi vì chúng tôi có rất là nhiều ủng hộ. Có những cái video mà của The Nail Void ở trên trang YouTube lên tới 1 triệu view, và đồng thời cũng được Trung tâm Thúy Nga để công chiếu trên Việt Face TV, và cũng có những cái program mà bên chương trình The Nail Void hợp tác với lại Việt Demand để mà làm. Thì cái chương trình The Nail Void thì chắc là cả nhà cũng biết, thì chắc chắn là các bạn vẫn còn nhớ được khuôn mặt của Thiêm Niệm. Còn tại sao bị chết vậy ta? Trời ơi, remembering vậy là chết rồi. Đây là cái account Facebook của Thiêm Nguyễn. Thì các là cả nhà cũng để ý, Thiêm là người một trong những người ban giám khảo, cái anh mà hay đeo mắt kiến đó, ở trong cái lúc mà giám khảo mà chấm thi đó. Hùng rất là mến Thiêm. Hùng biết Thiêm rồi khoảng chừng trời, sao mà ai nhắn tin vô, bây giờ mình phải làm sao đây ta? Cái này nghe nó hơi hụt hẳn. Hơi bị bối rối. Bây giờ tôi cảm thấy tôi bị bất bình thường rồi đó cả nhà. Bình thường tôi nói nhiều lắm mà bây giờ không biết làm sao để nói cái gì. Rất là quý Thiêm. Thiêm mà có phải thiệt không vậy ta? Thiêm, mình mới gặp Thiêm độ khoảng chừng hồi tháng 10, và mình rất là chúc mừng Thiêm, bởi vì Thiêm là người mới tham gia vào trong công ty OMG. Thì cái công ty hãng bột OMG là cả nhà cũng biết là họ có nhiều bột để mà vừa đắp và vừa dip. Thì Thiêm là người phụ trách để mà làm ra những cái màu của cái bột để hỗ trợ trong hệ thống OMG. Mà lại tại sao chết? Mà chết tại sao? Tại sao chỉ đời chết thôi mà không biết chết cái việc gì ta? Tại sao chết vậy? Thôi chết rồi. Thôi để tôi gọi thử coi. Mình có số điện thoại của Thiêm, bởi vì mình cũng cho Hùng gọi thử Thiêm nha cả nhà nha. Dạ anh. Ủa? Dạ. Thiêm hả? Dạ. Thiêm có phải Thiêm không? Dạ em đấy. Ủa Thiêm hả? Dạ. Có phải Thiêm Nguyễn mà trong The Nail Void không? Dạ em đây, thứ ai nữa anh cũng khổ về. Thiêm mà cái người mà rất là đẹp trai mà có cái hàm răng to to đúng không? Răng hô chứ không có to. Ủa răng hô luôn hả? Mình lịch sự mình gọi là răng to, tôi giờ hóa ra là hô luôn rồi à. Hùng nè, anh là Hùng Lê Hùng. Biết rồi. Ủa chứ tại sao ai mới nhắn tin ở trên cái trang Facebook của Thiêm là bị chết rồi? Ông tưởng tôi chết thiệt rồi hả? Khổ ghê. Không, thì cũng hơi tưởng đó. Tưởng nhưng mà thì người ta nhắn tin qua thì nó bị chết rồi, trên trang Facebook nó chết rồi nè, đi vào mình cũng vào trong cái trang Facebook của Thiêm, rõ ràng là đời chết ngắt rồi mà.
Ủa mà tự nhiên sao chết ngắt ở trên Facebook vậy? Trên Facebook là cái nơi mà mình kết nối biết bao nhiêu bạn bè bao nhiêu năm nay, tự nhiên đời chết ngắt là sao? Chết chưa? Làm sao vậy? Có biết mô anh tự nhiên đang thôi cho chắc ăn, để FaceTime đi nghe. Hùng anh đang livestream mà thôi kệ đi, FaceTime đi nghe. Để FaceTime để coi cho chắc ăn có phải là team không? Livestream luôn hả? Hả? Livestream luôn hả? Thì livestream luôn. Thì không sao đâu, thì cái hàm răng hô thì nó cứ đưa ra vậy thôi, chứ bây giờ biết nói làm sao giờ. Thôi cứ cố gắng cho nó. Đây là thật sự là team rồi đây cả nhà nè. Cô Duyên đã, hello mọi người. Trời ơi, cả nhà ơi, đây là team đây nè. Tôi mới cảm ơn cái anh nào mới nhắn tin là báo là team chết, nhưng mà có chết gì đâu. Ủa mà tại sao bị chết vậy? Có chết đâu, ai biết. Tự nhiên đăng miss một rồi đi ra ngoài, rồi vô điện thoại nó không có báo, Facebook nó không có báo gì hết. Nó báo mình là account này giống như là đại khái là nó đang bị người nào đó, người ta nói mình là mình đã chết rồi. Nhưng mà người nào cái account này, account của mình mà, thì chỉ có mình nói thôi chứ người nào mà vô cái account mình nói. Nói chung là em hỏi mấy người thì người ta nói là có ai đó report á. Thì vài ngày người ta mở ra, không sao ấy. Chuyện nhỏ mà. Ủa Facebook mà, ủa sao Facebook kỳ vậy? Sao Facebook dễ tin người đó, không phải có điều tra chứ. Ví dụ như người nào mà report hoặc là mét mình chết rồi thì đó không phải coi có cái giấy tử hay không. Chứ tự nhiên mới vừa nói chết rồi cái đó nó tắt luôn cái Facebook, nó đợi cái chữ chết. Trời ơi, tự nhiên là tưởng niệm 30 giây làm sao được. Cái này dễ lắm anh ơi. Em hỏi mấy đứa ở Việt Nam, mấy đứa mà tụi mà làm Facebook đồ đó, nó nói cái này bọn hắn rip nickel $100 à. Là con có nghĩa là làm y chang như mình, là hắn là bị y chang như em vậy đó. Nói chung là cái những cái này á, những người người ta nó họ có những cái đầu óc nó tham hiểm mà nó rất là kỳ, người ta mới làm những cái việc như vậy. Ủa vậy là giờ muốn người ta chết là có $100 hả? Sao dễ dư trợ có trăm là chết, trăm là chết, trăm là chết hả? Trời ơi, trăm là chết sao rẻ dữ trời. Vậy là cũng có cái cách đó nữa hả? Nè cả nhà, trời ơi, nếu mà có khi mà có kinh nghiệm này rồi thì cho Hùng chia sẻ luôn cả nhà nghe. Trời ơi, tôi mới dễ chết đâu nghe. Nếu mà cả nhà mà thấy ai mà đợi trên Facebook mà tôi mà chết rồi đó thì cũng phải bằng kiếm cách liên lạc với tôi để mà làm cầu chứng nghe. Mà nếu lỡ tôi chết rồi, chết thiệt thì sao làm chứng ta? Thì ai mà đâu ai mà chết mà rảnh hơi đâu mà lấy Facebook thông báo liền như vậy. Đâu có, thì nếu mà mình chết thì người nhà của mình được quyền mà. Tôi nhớ lúc mà mình ký giấy tờ chơi Facebook thì Facebook cũng có cái chương trình là lỡ mày chết mày muốn tao làm gì. Thì mà nói là nếu mà lỡ tao chết á thì cái mới Covid, mùa Covid này mới ra thôi đó. Ồ vậy hả? Không, anh nhớ là anh dặn Facebook rồi, lúc mà anh chơi anh dặn nó rồi, không anh không có dặn trực tiếp cái thằng làm Facebook mà anh dặn cái công ty quản lý Facebook. Nếu mà lỡ anh chết á thì Facebook anh cũng để yên nguyên vậy đó, nó muốn chạy đâu chạy nhưng không có được chôn theo. Anh không muốn chôn. Anh không muốn chôn mà nếu mà thiêu thì sao? Thiêu không lẽ thiêu luôn cả cái Facebook sao được? Bởi cho nên là tôi nói là để ở đâu yên đó. Cứ nó cứ ngừng yên tại chỗ vậy đi. Trời có chết đâu cả nhà, thấy Thiêm Nguyễn này chết vậy. Rồi bây giờ tính sao? Rồi bây giờ có định đi gọi thằng Facebook nói nó là mày phải gỡ cái chữ chết ra cho tao chứ lỡ. Rồi người ta có gửi vòng hoa tới nhà đồ không? Chưa, nhưng mà cũng có nhiều người gọi hỏi thăm lắm. Nhưng mà không sao ấy, anh thấy cái chuyện này nó rất là bình thường. Nhưng mà anh không biết sao không? Nhiều lúc á mình làm đàn ông với nhau á, ví dụ như mình làm người á, mình chơi cái kiểu tiểu nhân á, kiểu mà không lành mạnh á, không có ai. Ồ, giống như là trả thù gì đó hả? Chuyện đó mà. Ồ, hay là chắc là nhiều đứa nó ganh tị nhan sắc hay là ganh tị hàm răng đồ này nọ hả? Facebook mà có thì chơi, không có rồi thôi, đâu gì đâu, ghê gớm đâu. Em chẳng thấy có gì quan trọng hết, nhưng mà tại vì làm phiền mọi người, mấy người kia lo. Họ lo, họ gọi quá trời. Ồ đây nè, đây cũng có nhiều người nói là hello Thiêm Nguyễn đây nè. Rồi bây giờ có định làm cái trang Facebook mới không? Chứ giờ Facebook cũ nó chết ngắt rồi, giờ làm sao cho sống lại được? Dạ em cũng email lên tụi Facebook rồi, mà với lại thì không có thì mình tạo cái khác thôi. Nói chung em cũng không quan trọng lắm. Em cũng không có thành vấn đề mấy, tại
không có cái này thì làm cái kia thôi chứ có sao đâu. Ờ thì đúng là Facebook là làm miễn phí thì đúng rồi, không có cái này làm cái khác, nhưng mà mình uổng là uổng cái tình cảm bạn bè với bài vở của mình biết bao nhiêu là thời gian mình bỏ trên cái Facebook. Là cả nhà cũng có để ý và có theo dõi những cái trang Facebook của Team Nguyễn thì cả nhà thấy là Team Nguyễn là người rất là nhiệt tình trong những cái livestream chia sẻ cái cách làm nail, đặc biệt nhất là những cái cách làm nail mới nào hoặc là những cái màu nào, loại bột nào. Thì xuyên suốt trong cái thời gian mà sự nghiệp làm nail của team là team chỉ và chia sẻ rất là kỹ. Các anh chị nào mà có một cái dịp nào mà có thể dòm cái thao tác của team chỉ thì rất là dễ hiểu. Cái điểm đó là cái điểm mà Hùng cực kỳ rất là thích. Bởi vì mình phải cần nghe một người nào chia sẻ với cách mà nó dễ nhất để mình có dễ tiếp thu. Và đặc biệt nhất là team là người gọi, Hùng gọi, đối với Hùng gọi là một trong những tiền phong trong nghề nail mà đi tìm và khám phá những cách vẽ và những cách sử dụng màu loại nào cho gọn và dễ nhất. Thì thí dụ như là những cái màu như là collection vừa rồi trên cái trang Facebook của team có lose lên trên Facebook là hiệu OMG. Thì cái hiệu đó nó có những cái màu kẹo Hùng rất là thích. Thì những cái màu đó là màu mà nó rất là thích hợp cho cái mùa tới Valentine. Nếu cả nhà nào mà chưa sử dụng thì nên sử dụng thử, bởi vì cái màu nó rất là cực kỳ ưng. Quay lại câu chuyện, đừng đi xa quá, đây không phải là quảng cáo, đây vẫn quan tâm vấn đề chết của team đi, nói vấn đề chết nữa. Rồi bây giờ có định tạo ra cái Facebook mới không, và định tên lấy tên gì? Nếu mà lấy tên nghĩa mà rỡ mây rồi, cái thằng nào nó trả 100 nó cho chết nữa thì làm sao? À không, không chết nữa thì làm tiếp anh. Nhưng mà khó lắm anh, khó chết lắm, gửi lên email khoảng cũng mở lại à. Nhưng mà viết email là phải viết bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt? Trời ơi, chứ viết làm sao nó hiểu? Tôi nói cho chắc ăn đi, cho chắc ăn, làm mật khẩu cho nó thiệt là khó mò, khó đoán cho nó khó hát đi. Bây giờ đó là con người ta là nó có nhận dạng bộ mặt đó, thì bây giờ anh nghĩ là em nên sử dụng cái hàm răng để mà làm cái chức năng mà hiện diện trên cái account của mình đó. Thì mấy cái đứa giả nó đâu có thể mà nó hát cờ vô được đâu, nó đâu có hát được đâu. Nhan sắc của người nào thì nên sử dụng nhan sắc đó để mà mình làm cái password cho nó chắc ăn đi. Ôi trời ơi, thôi đang làm livestream chương trình Maxin mà tự nhiên nghe cái tin của team chết làm cũng hoảng hồn để nhảy vô gọi liền tại chỗ. Thôi bây giờ biết team vẫn còn sống rồi thì yên tâm. Không phải mình anh gọi đâu, hầu hoài cả ngày rồi thì nói chung là cũng thank you mọi người quan tâm. Nhưng mà chuyện nó nhỏ lắm anh, nói chuyện mà cái mà Facebook nó mắc, nó thực ra em không quan tâm. Chẳng có quan tâm gì hết trơn, họ tốn tiền thôi chứ làm được gì nhau đâu mẹ. Ok, rồi ráng làm sao mà quan tâm nhất là vấn đề sức khỏe ngang. Và đừng có chết ngang, chết tôi buồn thiệt à. Chết thôi, người đó em không bao giờ em chết. Ok, rồi good luck team, nghe được cái tin gì là mừng lắm rồi. Ok anh. Rồi bye. Trời ơi, thì đúng là nghe cái tin nó cũng quảng hồn quảng dí luôn cả nhà. Tự nhiên là bây giờ mới ớt thà là như vậy. Kệ nó, ai nói tôi nhiều chuyện tôi chịu. Nhưng mà mình phải chứng thực được rồi người bạn của mình có an toàn hay không. Chứ tự nhiên đang mới gặp nhau đây, vui vẻ muốn chết trĩ măng là tự nhiên là giờ nó chết sao được. Mà cái trên Facebook đó đời người ta tưởng niệm liền đàng hoàng á, chết liền tại chỗ. Mà thiệt á, cái anh nào chút nữa tôi sẽ nhắn tin lại cái anh mà nó gửi cái hình cho tôi nghe. Cảm ơn anh đã báo cái sự vụ việc này. Nhưng mà bây giờ thật sự đó, tim đó, tôi gọi tim rồi, chưa có chết, không có dễ dầu chết gì đâu. Thì đúng là bị hacker. Mà khi mà nhắc cái chữ hacker đó cả nhà, Hùng mới nhớ ra một cái điểm này nè cả nhà. Mình không có rành về vấn đề report. Thì chắc là thể lệ report của Facebook nó cũng có nhiều cái thể lệ. Ăn ở làm sao, làm những chuyện gì thì người ta sẽ report. Thí dụ như là mình làm những chuyện gì bất hợp pháp ở trên Facebook đi, thì chẳng hạn gì mà Hùng không có rành những cái vụ gì mới gọi là report được. Nhưng mà theo lẽ dù có report thì Facebook cũng phải cho mình giải thích chứ, lý do tại sao mà tự nhiên report mà chơi đúng hay sai gì cũng khóa người ta. Mà report thì chắc có lẽ là như team nói, và Facebook dựa vào cái vấn đề report thì người report đó phải là report team chết rồi thì Facebook nó mới đợi cái chữ chết. Chứ cái account đó của team chỉ có team mới có thể log in được, hoặc là Facebook mới có thể vào được. Chứ ngoài ra những người khác không thể nào mà vào được cái account đó mà sửa từ sống trở thành chết được. Cái tin mà chết là do Facebook sửa và nói người này chết mất tiêu rồi, ngẫm cụ đèo rồi.
thì đổi ra cái chữ là remember him, thì chẳng hạn anh vậy đó. Thì cái người report phải là report với Facebook là chết rồi. Mà theo lẽ report thì Facebook cũng phải đòi hỏi cho cái giấy quay, cái chứng tử như thế nào chứ, sao Facebook thì mà dễ tin dữ ạ? Trời ơi, thì biết người ta chết rồi thì không phải quay à, mày có mày giấy tử đâu, chết bằng cách nào, chết tại vì uống nước hay là trái me rụng hay là đi ra đường rồi dép té hay cái gì, nó phải có cái lý do của người ta chứ. Tự nhiên report chết là tự nhiên tin rồi, cái đời lên cái hàng chữ là tưởng niệm chết rồi, ngẫm cô đèo rồi, trời cái kiểu gì làm sao được ta. Đó, đúng là Facebook này tôi nhớ có một lần cả nhà hồi năm trước cũng cái vụ cũng cái mùa này, bởi tôi sợ dữ lắm cả nhà, cái mùa đông này, tôi nói cái mùa đông này có nhiều hacker dữ lắm, tôi cũng biết lý do tại sao nó đi theo mùa hay gì đó cả nhà. À cũng cái mùa này hình như năm trước á, trời nó cũng khóa Facebook tôi 3 tháng luôn đó cả nhà. Trời ơi, cả nhà nghĩ coi cuộc đời của tôi mà không được gặp cả nhà 3 tháng tôi đưa mòn mỏi đến cỡ nào. Trời tôi nói tôi lạ, cái kiểu giống như là mình gặp nhau mình chào hỏi qua trên cái Facebook, dù rằng là nó chỉ là qua hình ảnh và như thế này thôi, nhưng mà mỗi cái comment của cả nhà tôi đều đọc qua. Thì có những cái comment nào mà nó cái kiểu như là tôi cũng có nhiều người chửi tôi nữa nha, mắc cười lắm nha, tôi cũng bị người ta chửi nó đó cả nhà. Nói công tâm là nói cho nó đúng ra, cũng có người thương cũng có người chửi, nhưng mà tôi may là cũng có nhiều người thương nhiều hơn là người ta chửi. Thì có người chửi tôi cũng phải làm thinh, tôi cũng phải giả bộ tôi vuốt ve vô, ủa làm sao chửi tôi vậy, có điểm nào tôi sai, chỗ nào làm chướng mắt vậy, để tôi có sửa được không, nếu mà sửa được thì tôi sửa những cái mà trong cái khả năng của tôi thôi. Thí dụ như mà yêu cầu tôi là sửa cái bộ mặt là tôi không có chịu sửa bằng cái cách đó, tại vì sửa cái đó nó tốn tiền lắm, sửa sắc đẹp mà đâu có phải dễ giàu vậy, trời ơi đập cái mặt ra làm lại đâu có phải ít tiền cả nhà. Trời ơi, bởi tôi không có chịu. Tôi nói nếu mà các quý vị mà cảm thấy chướng mắt tôi ở một cái điểm gì mà chướng mắt vì vấn đề nhan sắc thì tôi phải tôi cáo lỗi là nó y chang vậy, chứ tôi không có sửa được. Nếu mà sửa cái nết thì tôi có thể sửa một xíu cũng được. Thì ở nhiều lúc mình cũng để ý là cái nết của mình nó không có ý tứ, cái nết mình nó khi nào mà nó ra lầm đường lạc lối thì mình cũng có thể kéo ngược cho vô cho nó ngay ngắn đàng hoàng, thì nhiều lúc là tôi cũng có thể sửa được. Còn có nhiều người thì người ta than phiền là sao nó nhiều quá, mà tôi thì tôi thấy là tôi thích nói nhiều, tại vì nói ít nó không có đủ đô, mà cái đó nó cũng rất là khó, tại vì tôi mê nói nhiều, nói ít nó không đủ đô, giống như là mình đi làm nail mà tự nhiên đang làm mà ngon này mà nó hết khách đó cả nhà, đang làm khách quá trời tự nhiên nó ngừng khách rồi nào hay, nó không có đủ đô đó, nó không có đã. Đang mình dự trù là hôm nay mình phải làm 500, tự nhiên làm thụt xuống còn 300, nó đâu có đã đâu, bởi cho nên là mình chưa có đủ đô. Hoặc là những người nào mà đi nhậu đó, người ta đi nhậu, trời ơi, người ta đang nhậu, người ta rõ ràng người ta nhậu hết một chai rượu người ta mới về, mà tự nhiên uống có nửa chai đâu có đủ đô đâu, về làm gì. Thì tôi cũng vậy, tôi là thuộc về nằm trong cái nhóm người sửa tóc hả, rồi sửa tóc thì sửa được đó, sửa gì nếu không mà đổi nón nghe đó, đổi nón đi. Ủa sao méo dữ vậy, chỗ này khó khăn quá, ở đây đó. Tôi mới sắm được cái nón ăn Tết rồi cả nhà. Tết này là tôi định đổi cái nón rồi ra đường luôn cả nhà. Mà tôi không biết là mình nên đổi đi đâu. Đổi vô chùa thì không biết là... Không biết là chùa có cho vô không? Tôi thích Tết đi vô chùa lắm cả nhà. Tại vì vô trong chùa tôi nói hả? Thiệt nha. Tôi nói hả, Tết là tôi rất là thích đi chùa, tại vì trong chùa đó nó có nhiều đồ ăn, mà đồ ăn ngon dữ lắm, mà không có cần trả tiền. Tôi nói lạ ghê sợ luôn, bởi vì người ta nói ăn đồ chùa là cái chỗ đó đó. Chùa người ta có nhiều đồ ăn mà đồ ăn ngon không hả? Tôi nói hả, canh chua cá kho tộ gì á mà đồ chay không mà ăn rất là ngon là một. Hai nữa là ở trong chùa đó thì tôi thích nhất là thắp nhang. Tôi thích thắp nhang Phật đồ đó. Thì ở trong chùa tôi thắp nhang mà tôi thắp nhang lâu lắm nghe. Ai chờ xếp hàng ở sao luôn rồi ráng chịu à. Chứ tôi là tôi phải gian giái kỹ lưỡng dữ lắm. Tôi nói tôi tới chùa là tôi chuẩn bị một cái số táo quân luôn vậy đó. Tôi thắp nhang. Tôi thích nhang là tôi nói hết. Xin ơn trên cho con nhiều sức khỏe, cho con cao hơn xíu. Rồi cho con đẹp ra mà con không có đi sửa sắc đẹp. Rồi sẵn luôn tiền hay cho con tiền. Quan trọng là tiền. Tại vì con rất là thích tiền. Tại vì có tiền là con có thể đi sửa sắc đẹp. Bởi cho nên hoặc là có tiền thì con có thể là mua đồ hiệu, đồ con mặc cho đẹp lên. Bởi cho nên con rất là thích tiền. Mà bây giờ thì con làm nail kiểu vậy đó, thì xin ơn trên cho con nhiều sức khỏe để con vũ cho lẹ. Đừng có cho con bệnh, tại bệnh là nó hết tiền ăn chia đó. Thì mình phải nói cho rõ, tôi nói rõ dữ lắm. Nói rõ thì người ta mới hiểu được, người ta mới phù hộ, người ta mới cho. Chứ nói mà nói lờ mờ, người ta sao ta hiểu được. Thì cái nghề của mình đại đa số là ăn chia.
phải không? Thì mình ăn chia thì mình phải có sức khỏe mình làm thì nó mới ra tiền. Còn nếu mà mình không có ăn chia, mình không có sức khỏe, mình nhà mình bệnh hoài thì sao ra tiền? Bởi cho nên là mình phải cần có sức khỏe. Lúc nào mình phải cần có sức khỏe thì mình mới có thể đua được, mình có thể vũ được. Chứ bệnh hoạn sao vũ? Rồi đồng thời là mình khi mà mình vũ mình phải cần có khách thì mình mới có vũ. Chứ không có khách làm sao vũ được. Mà nếu mà mình xin cho có khách, thì nếu mà người nào mà đang làm thợ neo đó thì nên xin cho thằng chủ. Tại vì á, thằng chủ nó phải có may, thằng chủ nó phải được có trời thương thì khách nó mới vô cho thằng chủ, rồi thằng chủ nó mới chỉ vô bạn cho mình làm. Chứ nếu mà tự nhiên hàng mình xui, mình hên thiệt là hên, mà thằng chủ nó xui thì cũng đâu có khách để cho mình làm được. Thì theo cái lý lẽ mà nó có thứ tự 1, 2, 3 là nó phải ra là như vậy. Nên đối với tôi là tôi thấy nó phải thật sự là mình phải suy nghĩ một cái điểm chung. Đó, mình đi xin thì mình phải nên xin luôn cho thằng chủ. Mình xin sức khỏe cho mình là bản thân mình xin cho thằng chủ nó may mắn. Rồi sau đó cái tiệm của thằng chủ đó nó có nhiều khách thì khách nó vô nườm nượp thì con phải có sức khỏe để mà con có thể hỗ trợ cho thằng chủ, mà con dũa cho nó tè lè tẹt lẹt ra thì nó mới nhiều tiền. Đó, chứ nếu mà bây giờ mình có sức khỏe rồi mình may mắn mà cái tiệm nó xui bà cố luôn, khách đầu làm. Đó, nó không có hợp lý. Theo tôi là tôi thấy như vậy. Bởi cho nên nó thật sự là nhiều lúc á, tôi không phải nói là mình là mẫu người rộng lượng, mình đi xin cho mình chưa xác mà mình còn đi xin cho người ta, mà không phải là cái mẫu người nhiều chuyện vậy. Trời, chuyện ai nấy lo. Trời ơi, mày muốn xin thì mình lên mình xin, còn đứa nào muốn xin được thì cứ lên xin, chứ không có dụng mà xin giùm. Người ta là người ta không có nói là mình xin, mà là nhiều chuyện là xin giùm kiểu như vậy. Nhưng mà mình là mình chỉ lo cho mình nên mình bắt buộc phải xin giùm. Nó phải có 1, 2, 3, nó phải có thứ tự. Trời ơi, là bởi vì mình muốn mình thì mình phải vì mình, chứ đâu phải là vì thằng chủ. Nhưng mà mình phải xin cho thằng chủ đi, cho nó hên đi. Để cho nó hên, rồi khách nó vô nườm nượp đó. Rồi bao nhiêu khách nó vô bàn của mình thì mình có sức khỏe thì mình mới vũa. Đó, bởi chứ đừng có xin mà xin cái kiểu như là nó không có thứ tự thì ơn trên sao người ta hiểu. Bởi cho nên nó phải có thứ tự. Trước tiên là cho con sức khỏe để con vũa neo. Đó, mà muốn có vũ neo thì nó phải có khách, mà nó muốn có khách thì thằng chủ nó phải hơn thì khách nó mới vô. Khách nó vô thì mình mới có, để mà mình phải giải thích cho rõ ràng cái nghề của mình là cái nghề gì. Đó, như còn ví dụ những người nào mà sống bằng cái nghề mà trúng số đi thì mình chỉ cần xin cho con vô vài con số đời, hay là cho con vài cái con số đó là gì là đủ rồi. Chứ mình không cần phải xin là cái thằng bán giấy số nó phải là may, không cần. Đó, mình không cần, bởi vì cái con số đó là cái nó trực tiếp đến với mình. Còn cái thằng bán giấy số là nó không có liên quan. Đó, thì mình chỉ cần xin nó ngắn ngủn lại thì được, mình xin bản thân mình. Còn có những cái nghề đó nó phải di truyền, nó truyền qua thì mình phải xin luôn cả một cái sảnh như vậy thì nó mới ra. Cũng giống như là chơi sập sám thì nó không phải có con này con nọ nó mới ra là sảnh chứ. Trời ơi, chứ tự nhiên bây giờ mình đang có 4 con rồi chờ một con nó đâu không có vô thì nó đâu có ra cái sảnh được. Nó phải có cái nguyên do. Đó, thì tôi sắm cái nón này, tôi chuẩn bị đi ăn Tết đây nè, mà tôi không biết là vô trong chùa rồi người ta có cho vô không, tại vì người ta tưởng tôi là chắc là gọi là cái gì ta, gọi là thầy đề hay là cái gì đó không biết nữa. Thầy đề hả là mấy thầy đề là mấy con dê phải không cả nhà, đúng không? Mà sao tôi đổi cái nón này nó dê thiệt nghe. Làm nhìn cái mặt làm như nó có máu dê hay gì á, không biết là mình vô chùa mà cái mặt mình nó cứ dê gian gian, người ta không biết người ta có cho vô hay không nữa. Mà tôi chuẩn bị đồ Tết dữ lắm. Trời, tôi thích ăn Tết dữ lắm. Tôi nói hả, Tết nó vui. Biết lý do tại sao mà tôi thích Tết không? Tôi không có ngày tâm sự cả nhà luôn. Thì tâm sự luôn đi, khỏi giấu giếm gì hết trơn trọi luôn á. Tôi thích Tết ở một cái điểm á, là nó giống như là một cái trang mới vậy đó. Những cái gì mà năm vừa rồi đó mà nó xui xẻo, nó lôi thôi, tôi không có thích đó. Thì tôi tưởng tượng là rồi nghe, năm này nghe, hứa lòng gấp nó lại, không có buồn phiền chi hết trơn trọi á. Năm mới mở một cái trang mới, giống như là đứa con nít đi học gì đó cả nhà. Lật cái trang, có trang mới qua rồi tôi sẽ làm những cái việc này nha. Những cái việc mà năm rồi tôi làm tôi cảm thấy tôi không được vui nữa, tôi không có làm nữa. Thí dụ như là tôi né năm rồi nghe. Năm rồi, nói là cái lý lịch của tôi năm rồi. Năm rồi tôi rất là ghét là tại tôi bị con cồn rò nó cắn. Cái con quỷ nó vô nó cắn rồi, năm nay là tôi sẽ hứa lầm tôi là tôi không có muốn có con cồn rò nha nữa. Là bởi cái con cồn rò nó cắn tôi, nó hành tôi cũng mấy hôm. Nhưng mà kiểu như mình là mẫu người có văn hóa, tôi không có đi cà nhắm ở ngoài đường. Thì người ta dặn là có corona thôi ở nhà, trong nhà khoảng 10 ngày hay là 2 tuần đi rồi mới chui ra khỏi nhà. Khi nào mà hết corona trong người rồi mới được chui ra. Chứ lỡ mà trong người của mình đang có corona, nó không có hành mình, nhưng mà mình đi ra ngoài mình nói chuyện lung tung rồi mình truyền cái corona cho người ta, mà người ta dính con corona mà người ta phải re thì không nói gì. Lỡ mà xui người ta dính con corona, người ta lăn đùng ra người ta chết, người ta phải đối thường mình không? Đó,
mà tao đổ thừa, mà đâu phải là đổ thừa một cách bình thường. Đổ thừa là tại vì mày á, mày qua đây mày gặp tao á, cái mỏ mày nói quá, mày phun corona của mày qua người tao, tao bị nhiễm con corona mày, tao đang đùng ra tao chết rồi nè, rồi giờ tao chết rồi á, mày đền có được hay không? Lúc đó sao đền? Cái đó là gây ra cái án mày ăn rồi thì làm sao mà đền? Bởi vì ở cái điểm đó tôi thấy tôi không có muốn là gì cái điểm đó mà phải lây bệnh cho người ta, lỡ cái chuyện gì thì sao, đúng không cả nhà? Lỡ người ta đền mình thì lấy gì đền người ta đó, cho nên tôi không có muốn cái cảm giác đó nó bị ăn năn. Cho nên tôi nói thôi, tôi nhốt ở nhà tôi 2 tuần rồi tôi mới ra khỏi nhà, tôi chờ chích ngừa rồi đi khám xét là coi là hết corona tôi mới dám ra khỏi nhà. Đó là cái kiểu năng vậy. Nhưng mà nhốt ở trong nhà tôi không có thích. Trời ơi, nhốt trong nhà tốn tiền lắm đó cả nhà. Trời ơi, ngày mình đi ngồi vú neo cũng có nhiều tiền lắm chứ bộ. Tự nhiên là nếu không ở lên trên tiệm á, có người này người nọ nói chuyện nó cũng vui cái miệng. Trời ơi, nhốt 2 tuần ở trong nhà nó cũng bị hết tiền chứ bộ. Nó đâu đâu làm neo nó có nhiều tiền hơn, bởi tôi không có thích nằm ở nhà. Bởi năm rồi của tôi là tôi không có thích cái con corona nè, là một nè. Cái thứ hai nữa là năm rồi tôi cũng đi nhiều thành phố mà tôi không có dám đi cà nhõng nhẽo, là bởi vì trong cái mùa corona người ta không có cho mình đi tới lui, nên tôi thấy cũng hơi uổng. Là tôi đi nhiều Cali, tôi đi nhiều Texas, rồi tôi đi đâu nữa ta, đi DC, rồi đi đâu, đi nhiều quá, đi nhiều thành phố lắm mà tôi mới dám đi cà tân ngoài đường rất là nhiều, là bởi vì vẫn còn eo hẹp cái corona. Nên năm tới là tôi hứa tôi có dịp là tôi sẽ đi nhiều, ai rủ tôi đi tôi đi. Rủ tôi đi, trời ơi, cái nhà ai mà có rảnh nó rủ tôi đi, rủ tôi đi liền cho nó vui. Năm tới tôi muốn được đi nhiều hơn để cho nó được vui, nó yêu đời. Rồi chắc là năm tới là tôi mình làm gì ta? Năm tới là tôi ước muốn là tôi được làm nhiều video. Là bởi vì thật sự tôi rất là thích làm video. Mà mấy cái năm vừa rồi cái corona nó xảy ra đó, làm cho cái ekip quay video nó cũng rất là khó. Dàn dựng video rồi tập hợp bao nhiêu người tới, một người phụ một tay để làm ra một cái video nó rất là khó. Đi Cali hả? Ồ vậy hả? Đi Cali tôi cũng thích. Trời ơi, đi ăn Tết ở Cali nó vui lắm á nghe. Tết ở bên Cali là mình thấy có nhiều ăn hàng. Quán ăn mà ăn hàng rong ở ngoài hội chợ Tết rất là vui. Trời ơi, vui lắm. Nếu mà Tết năm nay tôi không có về Cali được. Nếu mà cả nhà ai mà có đi tới Cali hoặc là ai mà đang ở đi Arizona hả? Linh Phạm Arizona cuối tuần này, hùng thứ bảy. Hùng có tham gia cái chương trình show văn nghệ trong cái sân bài của Arizona. Hình như là cái sân đó không biết là bao nhiêu ghế ngồi mà nhiều người mua vé dữ lắm rồi. Nên Linh mà có rảnh chạy ra chơi show với Hùng ở trong cái sân bài của Phoenix á. Nhớ nha, thứ bảy này. Sáng sớm thứ bảy là Hùng bay rồi. Thì hy vọng là có mặt ở đó là on time. Rồi để mà gặp gỡ cho nó vui, chụp hình cho nó vui. Quý vị nào mà đang ở Cali đó, thì Tết này nhớ tạt ngang, nói hai ba ông Phước Lộc Thọ dùng Hùng, nói là năm nay Hùng nó không có ghé. Mỗi khi nó ghé nó hay uống cà phê cà pháo đứng trước ông á để chơi vui, mà giờ không có ghé được thôi, nói hai ổng dùm cho mình để cho nó vui. Trời ơi, I love those three men. Trời ơi, ba ông Phước Lộc Thọ là mình thích nhất á. Mình ước mơ cuộc đời của mình là có thể như là Phước Lộc Thọ đó cả nhà. Bởi vì ước mơ thì ước mơ thôi, thì nói chung là người ta là thánh thần thì mình cứ bắt ráng cố tình bắt chước đi để hướng thiện để cho cái lòng mình nó được thanh thản. Chứ bây giờ mình biết mình trong tương lai mình sẽ như thế nào, đúng cả nhà. Thôi, cái buổi meeting của Hùng hôm nay là xong. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ coi livestream của Hùng, và nhớ ủng hộ kênh YouTube bằng cách là subscribe, và đồng thời hãy cho Hùng nhờ share cái video của Hùng đi càng xa, càng nhiều người coi thì càng vui nhé. Và đồng thời xin cảm ơn các anh chị nào đã tặng sao cho Hùng. Tất cả những cái sao của anh chị là thật sự là Starbucks uống cà phê của Hùng đó. Bye cả nhà.